tập truyện Bí ẩn làng Bưởi Quốc, tác giả Nam Ngủ Yên, chương 56, vùng chiến sự. Tôi đạp xe ra về trong con ngõ tối. Khi đi đến gần đề đồ, tôi lại liếc nhìn cái nơi mà trước đây từng có một cây quéo. Tôi cũng đã vài lần tò mò về việc con quỷ trên cây ấy có bộ dạng nhìn rõ ràng sẽ trông như thế nào. Nhưng đáng tiếc, ký ức trong tôi chỉ là một bóng đen với cái lưỡi đỏ rất dài. Tôi luôn cho mình là một người có trí nhớ tốt, nhưng sau này trong bộ nhớ của tôi có một khoảng đen và trống rỗng, không có gì được ghi lại. Tôi không tài nào nhớ nổi những chuyện gì đã xảy ra trong khoảng thời gian ấy. Điều lạ là mấy đứa em tôi cũng không bao giờ nhắc đến. Cũng có thể đó là một khoảng ký ức mà tôi không muốn nhớ đến. Đi trên con đường làng trải kín rơm ở hai bên, ánh trăng cũng đã lấp ló treo trên đầu. Tôi suy nghĩ miên man về những điều mình mới được nghe thấy. Lại một người nữa từ thế giới bên kia khẳng định rằng tôi mang họ Lý. Họ Lý thì có gì đặc biệt đâu. Dù sao cũng chỉ là cái họ để phân biệt mọi người và kết nối một nhóm người với nhau mà thôi. Họ tộc càng lớn thì càng nhiều vấn đề phức tạp. Và nếu người đứng đầu của dòng họ không đủ khả năng lãnh đạo hay yếu kém về kinh tế thì rất dễ xảy ra loạn lạc. Có vẻ như họ tộc của tôi đang có vấn đề đó thật. Thì thoảng tôi vẫn hay nói nửa đùa nửa thật với bố tôi rằng: "Hay bố về quê bái tổ lập một nhánh họ tộc ở đây đi. Chỉ tầm 100 năm nữa ông nội con sẽ trở thành tổ ngành, nhân tiện ta đổi họ luôn." Bố tôi chửi, còn tôi thì cười. Những thông tin mà chị đẹp Lý Ngọc Huê kia bắt tôi phải nghe thì tôi không hiểu nhiều, đúng hơn là nằm ngoài sự hiểu biết của tôi. Điều khiến tôi nhớ và hiểu là chị ta có cái tên đẹp, cộng với sự giận dữ khi nhắc đến người nào đó đã lừa chị ta. Có dịp nhất định tôi sẽ hỏi thêm. Một đứa có tính tò mò như tôi mà không được nghe hết đầu đuôi câu chuyện thì rất khó chịu. Khi tôi đi ôn thi đại học, tôi dành nhiều thời gian đến nhà sách xem chùa. Tôi đọc nhiều cuốn sách lịch sử như một sở thích. Tôi nhớ trong số đó có một cuốn liệt kê các triều đại ở Việt Nam. Từ đó tôi được biết Cảnh Lịch là niên hiệu của vua Triều Mạc từ năm 1548 đến năm 1553. Cho nên năm Cảnh Lịch thứ 3 sẽ là năm Canh Tuất năm 1550. Thời điểm đó có diễn ra cuộc chiến tranh Nam Bắc Triều, giữa một bên là nhà Mạc chiếm giữ khu vực đồng bằng Bắc Bộ và nhà Hậu Lê khởi binh đòi lại ngai vàng, lấy cứ địa ở vùng khu 4 cũ, nơi phát tích của vua Lê Thái Tổ, Lê Lợi. Khi trên Internet có nhiều thông tin hơn, dễ dàng tìm kiếm hơn, thì tôi có tham gia một trang web là Diễn đàn Trái Tim Việt Online hồi những năm 2007-2008 và cũng thu lượm thêm được một ít thông tin vụn vặt. Ban đầu tôi cứ nghĩ Kinh Bắc là từ cũ chỉ Bắc Ninh ngày nay, nhưng không phải. Kinh Bắc là một vùng đất rộng lớn, trải dài đến tận khu vực Đông Anh, thậm chí nhiều vùng đất hiện nay thuộc các tỉnh như Bắc Giang, Hưng Yên, Hải Dương đều có ít nhiều phần thuộc phạm vi trấn Kinh Bắc. Cho đến thời kỳ nhà Nguyễn thay đổi việc phân bổ địa dư gần giống như hiện nay, và người Pháp vào đầu thế kỷ 20 đã xếp Bắc Ninh là trung tâm kinh tế thứ 5 của Bắc Bộ. Phủ Thuận An, như chị Lý Ngọc Huê đã nói, vào thời điểm những năm 1550 có bao gồm toàn bộ huyện Thuận Thành ngày nay. Và năm Cảnh Lịch thứ 3 1550, ngoài việc chiến tranh giữa hai triều Nam Bắc thì còn có một sự kiện biến loạn ở vương triều nhà Mạc. Vua Mạc Tuyên Tông lên ngôi năm 1546 khi còn nhỏ tuổi, nên một quần thần tên là Phạm Tử Nghi đã đưa ra ý kiến rằng nên lập một người lớn tuổi hơn làm vua nhằm đủ sức đối đầu với nhà Hậu Lê. Ý kiến này không nhận được nhiều sự đồng tình, bởi vậy mới sinh ra bất hòa nội bộ dẫn đến binh biến. Phạm Tử Nghi đã phò tá Mạc Chính Trung lên làm vua, đóng quân ở Thái Bình. Nhưng trong triều, các quan văn võ phần lớn không thuận theo. Những quần thần trung thành ủng hộ vua Mạc Tuyên Tông
đã tiến đánh quân của Phạm Tử Nghi. Sau nhiều trận đánh thì Phạm Tử Nghi thua trận và buộc phải rút lui. Trong số những người phải rút lui lúc đó có Mạc Chính Trung. Ông đã cùng Giao Quyến và thuộc hạ bỏ chạy sang vùng Lưỡng Quảng, Trung Quốc. Vào khoảng năm 1551, năm Cảnh Lịch thứ tư. Những thông tin này bây giờ có thể dễ dàng tìm hiểu, nhưng nhiều năm trước tôi đã tốn rất nhiều thời gian và tâm sức đi dò hỏi để tìm những thứ bản thân mình muốn biết. Từ bối cảnh lịch sử loạn lạc nhiều nơi tại thời điểm ấy, không có sự dính dáng của nhà Minh thì quả thật khó mà có thằng Tàu nào đến gò đất giữa cánh đồng của một ngôi làng chôn dấu vàng rồi yểm bùa. Rất có thể đã xảy ra những sự việc liên quan mật thiết tới binh biến thời loạn. Nhưng vì sao con gái của một ông quan tri huyện lại bị cho ngậm sâm rồi chôn sống dưới một gò đất hoang vu là một câu hỏi khó. Tôi từng nghe nhiều câu chuyện về thần giữ của trong nhiều vùng đất ở quê mình, nhưng đều là do thằng Tàu làm, chứ chưa ai kể với tôi đó có thể chính là một người Việt. Điều này nhất định tôi sẽ phải hỏi thêm chị đẹp Lý Ngọc Khuê. Và tôi cũng muốn biết hậu duệ của chủ nhân khối tài sản, nếu có, được chôn dưới đất ấy hiện nay còn sống hay không và họ ở đâu. Đã có những lúc tôi muốn trở thành một nhà sử học, nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra hoặc sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi không phải là người giỏi sử, tôi chỉ là một người có thể nhớ được một số sự kiện nếu tôi quan tâm mà thôi. Nhưng nhất định tôi sẽ phải tìm hiểu rõ lai lịch những người bạn của mình. Tôi tin họ đều mang theo những nỗi oan khuất riêng đã chôn giấu vài trăm năm sâu dưới ba tấc đất. Vừa đạp xe qua cổng nhà mình, tôi đã thấy ụ rơm cao chót vót. Tuy ánh sáng của trăng chỉ chiếu rọi yếu ớt, nhưng cũng đủ làm màu vàng của rơm